Xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Nguyễn, nơi chia sẻ kiến thức tổng hợp, du lịch khám phá và sự kiện. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách khóa và mở khóa M-Size Sacombank Online tại nhà bằng điện thoại di động. Vậy tại sao chúng ta phải khóa và mở khóa ứng dụng xác thực M-Size? Là một hình thức làm vô hiệu hóa tài khoản và ứng dụng thanh toán của mình nhằm bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn an toàn trong trường hợp bị mất điện thoại, bị đánh cắp thiết bị, bảo vệ tài khoản của bạn khỏi tin tặc và các cuộc tấn công mạng nguy hiểm khác. Rất hữu ích khi bạn truy cập vào mạng Wi-Fi công cộng, tài khoản bị khóa do đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần. Để thực hiện điều này, bạn có thể gửi yêu cầu với M-Size bằng tin nhắn. Trước tiên mình thực hiện khóa M-Size bằng cách soạn tin nhắn gửi đến số 8149. Tin nhắn phải được gửi từ số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng. Bạn soạn theo cú pháp, nhập MSIGN, M-Size. Khoảng cách. Nhập KHOA, khóa. Khoảng cách, nhập UserID là tài khoản đăng nhập vào M-Banking. Khoảng cách. Nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nếu bạn đã cập nhật với ngân hàng căn cước công dân. Xong rồi chọn gửi. Tiếp theo có tin nhắn trả về xác nhận phương thức xác thực M-Size token đã được khóa thành công. Để xem khóa ứng dụng M-Size hoạt động thế nào, mình sẽ tiến hành thực hiện thanh toán hóa đơn Internet trên ứng dụng thanh toán M-Banking nhé. Các bạn mở M-Banking và đăng nhập vào ứng dụng. Chọn vào thanh toán hóa đơn, tìm chọn vào cước viễn thông. Tiếp theo chọn nhà cung cấp, các bạn cũng có thể gõ vào tìm kiếm, chọn tên nhà cung cấp. Tiếp theo nhập vào mã hợp đồng. Nếu không biết mã hợp đồng, các bạn tìm mã hợp đồng trong phần tin nhắn thông báo cước hàng tháng. Kế tiếp các bạn nhập tên khách hàng hoặc tên người chuyển tiền. Chọn tiếp tục. Tiếp theo nhập địa chỉ. Sau đó chọn tiếp tục. Trong phần thanh toán hóa đơn, các bạn kiểm tra lại thông tin trước khi chọn xác thực OTP. Ứng dụng cho mình hai cách xác thực. Cách thứ nhất, tạo mã M-Connect S thiết bị phải có kết nối Internet. Cách thứ hai, tạo mã M-Code không cần kết nối Internet. Mình chọn tạo mã M-Code để cho các bạn mới dễ hình dung nha. Tiếp theo chọn mở M-Size. Các bạn sẽ nhận được một thông báo. Quý khách đã nhận được một yêu cầu xác thực từ ứng dụng Sacombank M-Banking. Nếu các bạn không gửi yêu cầu thực hiện thì chọn vào từ chối. Nếu đồng ý thì chọn vào dấu tích để đăng nhập vào M-Size. M-Size đã tạo ra mã OTP gồm 6 chữ số. Mã này có hiệu lực trong 60 giây. Tiếp theo các bạn chọn vào đồng ý sẽ được tự động chuyển mã OTP vào ứng dụng chính. Sau cùng chọn xác nhận. M-Size đã báo lỗi, trạng thái M-Size Soft Token chưa được kích hoạt. Vậy là M-Size đã được khóa để giữ an toàn cho ứng dụng ngân hàng của bạn rồi đó. Chọn vào đồng ý để thoát ứng dụng M-Size. Các bạn thấy ô chứa mã M-Code cũng báo lỗi. Bây giờ mình thoát ứng dụng để quay lại phần soạn tin nhắn mở khóa cho M-Size nhé. Các bạn vào lại tin nhắn soạn tin theo cú pháp, nhập MSIGN, M-Size. Khoảng cách, nhập M-O-K-H-O-A, mở khóa. Khoảng cách, nhập mã UserID là tài khoản đăng nhập vào M-Banking.
khoảng cách, nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nếu các bạn đã cập nhật căn cước công dân với ngân hàng. Xong chọn gửi, lưu ý các ký tự phải viết liền không bỏ dấu, bạn phải gửi từ số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng nhé. Tiếp theo có một tin nhắn thông báo phương thức xác thực MSI Token đã được mở khóa thành công và sẵn sàng để sử dụng. Bây giờ mình sẽ quay lại MBanking để thực hiện chuyển tiền. Các bạn mở MBanking lên. Đăng nhập bằng mật khẩu hoặc dấu vân tay. Tiếp theo chọn vào thanh toán hóa đơn. Chọn vào cước viễn thông. Tìm nhà cung cấp, các bạn có thể gõ tên vào ô tìm kiếm, chọn nhà cung cấp. Các bạn điền tên hợp đồng, nếu các bạn không nhớ tên hợp đồng, thì xem lại tin nhắn thông báo thanh toán. Tiếp theo nhập họ và tên khách hàng hoặc người chuyển tiền. Nhập địa chỉ. Xong rồi chọn tiếp tục. Các bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa trước khi qua bước xác nhận. Ở phần xác nhận có hai tùy chọn, nếu xác thực bằng MConnected thì điện thoại phải có kết nối Internet, nếu chọn MCode thì không cần kết nối mạng. Mình chọn cách này cho các bạn mới dễ hiểu, chọn vào mở MSI. Sẽ đưa bạn đến giao diện của MSI. Trước khi đăng nhập vào MSI, có thông báo hiện ra, quý khách đã nhận được yêu cầu xác thực từ ứng dụng Sacombank MBanking. Nếu bạn thực hiện hành động trên thì chọn vào đồng ý, tiếp theo đăng nhập bằng vân tay hoặc mật khẩu. MSI sẽ tự động tạo mã OTP ngay trên thiết bị của bạn. Chọn vào dấu tích để chuyển mã OTP vào ứng dụng thanh toán. Tiếp theo chọn xác nhận. Sau đó có thông báo giao dịch thành công. Đã có thông báo giao dịch của MBanking. Các bạn chọn vào hoàn tất để kết thúc giao dịch. Mình mở tin nhắn thông báo trừ tiền của Sacombank cho các bạn xem. Như vậy mình đã thực hiện khóa MSI để bảo vệ ứng dụng thanh toán và mở khóa MSI thành công trên điện thoại di động online tại nhà. Tiếp theo là tin nhắn xác nhận thanh toán hóa đơn của Viễn Thông. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi ý kiến chia sẻ và đóng góp xin vui lòng để lại bình luận bên dưới video. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để nhận được những video mới nhất. Hãy bấm nút chia sẻ để lan tỏa video cho mọi người cùng biết và ủng hộ kênh Công Nguyễn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.